Các bạn ơi, hôm nay mình đang ra cái sông này này để mình bắt cá bắt cua các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ở chỗ này có một cái cống nước nhá. Đây này, mình bảo rồi, mình ra đây mình bắt con cua này đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Wow. Đây rồi, mình có được một con cua nhá. Các bạn nhá. Cua này to thế. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ con cua này vào chậu của mình nhá. Đấy. Đây là cái cống này này. Đấy, cái cống này có rất nhiều thứ các bạn ạ. Wow. Cái gì này? Ui, mình bắt được rồi các bạn ơi. Đây là cái gì đây? Wow, không biết. Thử bóc xem nào. Thử bóc ra xem bên trong nó có cái gì không? Ui, rơi cua, con cua rồi. Đây, cho vào chậu đây. Rồi. Đây con cua này. Đây, mình bóc cái này ra xem bên trong nó là cái gì các bạn ạ. Wow, đây là một quả bóng này. Đấy, bên trong này nó có cái gì ấy. Mở ra xem nào. Pẹp. Wow. Ui, đâu. Nhiều kẹo thế. Kẹo đúng không? Kẹo này ăn được không hay là kẹo mô hình đấy? Thử ăn xem nào. Nhâm. Ôi, ngon quá các bạn ơi. Thôi, mình cất đi đi. Kẹo này ngon lắm. Mình cất kẹo đi nào, xong để mình xem ở dưới cống còn con gì nữa không. Cất đây, để vào đây nhá, các bạn đây. Nhìn này, cho vào trong này nhá. Rồi. Thôi. Đây này, bên trong cống này này là có rất nhiều thứ các bạn ạ. Ui, có con gì kìa. Có con gì đang trôi ra kìa các bạn ơi. Ui, bắt được rồi. Mình bắt được rồi các bạn ơi. Con gì đấy? Bên trong này là một con bọ rất là to các bạn ạ. Con bọ à? Đúng rồi. Bên trong này là một con bọ. Rồi, mình cho vào đây nhá. Mình lấy vó đi, để đây này. Bây giờ để mình các bạn. Đây. Mình đặt cái vó này ở đây này. Đúng đấy. Rồi, mình đặt ở đấy. Để xem bên trong này có con gì không. Wow. Đây rồi. Ui. Con gì đấy? Con gì? Nào đưa mình xem nào. Đây. Xem nó cái gì đấy. Cái này là bánh hay sao ấy. Ồ, không phải các bạn ơi. Kẹo. Ồ, lại là kẹo nữa này. Kẹo này trước mình ăn rồi ngon lắm. Thử bóc ra xem nhá. Chắc phải không nhá. Wow, nhìn này. Bên trong này bao nhiêu kẹo luôn. Nhiều chưa? Wow, kẹo bóc một cái ra xem nào. Kẹo bạc hà hay sao ấy, nó màu xanh như này. Ui, kéo rơi nhá. Ui, rơi kẹo. Đây. Ngon lắm. Ngon quá các kẹo bạn ơi. Hà. Thôi, cất đi. Cho vào đây nhá. Cho vào đấy, rồi. Xem bên trong cống này còn cái gì nữa không. Đấy, lại có cái gì đang trôi ra kìa các bạn ơi. Mình nhìn thấy rồi. Wow, con chó nó trôi ra. Có một con chó này. Ui, mình bắt được rồi các bạn ơi. Đây là trong cống nước này, trong cống nước có một con chó này. Đấy, rất là nhiều các con vật ở trong đây nhá. Mình lại cho vào đây này. Đây, mình cho vào đây này. Rồi, xem nào. Đây. Tiếp tục là con gì đấy. Wow, con này nó mắc kẹt ở đây rồi. Đây là một con khủng long. Một con khủng long màu xanh các bạn ạ. Wow. Một con khủng long ăn cỏ ạ. Mình cho vào đây nhá. Cho vào chậu của mình. Đây này, đây là cái cống này các bạn ơi. Ui, có cái gì đấy. Có cái gì chui ra đấy. Wow. Ui. Đây rồi. Mình bắt được rồi. Bắt được rồi các bạn ơi. Đây là cái gì đây. Không biết được, thử mở ra. Thử bóc ra xem nào. Khó đoán lắm. Wow. Ui, đây là bánh các bạn ạ. Thử ăn xem nào. Ăn một miếng xem. Ui, này. Bánh này có kem ở giữa này các bạn ơi. Đấy. Wow, bánh này có kem ở giữa nhá các bạn nhá. Nhâm. Ui, ngon quá. Ngon không? Để đây, tí nữa ăn sau tìm xem còn con gì không nhá. Rồi. Xem ở đây có con gì không các bạn nhá. Ui, có con gì ấy? Con gì ấy? Đấy, con gì nó đang trôi ra rồi. Wow, đây rồi, nó bị mắc ở đây rồi. Mình bắt được rồi các bạn ơi. Đây là một con bò sữa. Một con bò sữa nó trôi ra ở trong cái cống này các bạn ạ. Đây, mình bắt đầu mình cho vào đây nhá. Tìm tiếp xem bên trong cống này có con gì nữa không. Ui, có cái gì nó đang trôi ra kìa. Đây. Wow, thôi mất rồi. Đây rồi, một cái này. Đây nữa mình nhìn còn nhìn thấy cái gì nữa đây này. Đấy, ui bên trong cống này. Wow, các bạn ơi. Cái gì đây ấy. Đây là kẹo hay sao ấy. Đây cũng bóc nhá. Đây nữa này. Mình nhận được cả hai thứ này. Ui, cái này khó bóc quá các bạn ơi. Thạch. Đây là thạch các bạn ạ. Đi này. Wow, thạch ngon lắm các bạn ơi. Nhâm. Rồi, đấy. Như này, xé đấy. Thạch ra này. Wow. Ui, thạch đây nữa, đây nữa, đây cũng là kẹo nữa mà. Wow, kẹo dẻo các bạn kẹo ơi. Kẹo dẻo cho mình ăn với. Nhâm.
Rồi, tìm chiếc xem ở trong đây còn con gì nữa không nào. Đấy, ui, lại có con gì nữa này. Có con gì nó đang trôi ra này các bạn ơi. Wow, mình nó kẹt ở đây rồi. Wow. Các bạn nhìn thấy chưa? Một con khủng long ăn thịt. Đây là một con khủng long. Một con khủng long màu xanh các bạn ạ. Một con khủng long rất là to. Mình lại cho vào đây. Xem lại, xem trong cống nào. Đấy, hình như có cái gì đang trôi ra này. Wow. Cái gì đây? Ui, nó trôi mất rồi. Để mình lấy cái gậy rồi mình thèo vào. À thôi, đây. Đây rồi, mình nhận được rồi. Wow. Bánh đây này là cái gì? Là bánh gì? Nghe bên trong xem. Ăn có ngon không? Không biết, bây giờ phải mở ra. Hình như là kẹo cao su hay sao ấy. Ôi, kẹo này khó bóc quá các bạn ơi. Wow. Ê, ui. Cái gì đấy? Nhìn này, nhiều màu sắc không? Nhiều màu quá các bạn ạ. Màu xanh này, màu vàng này, màu đỏ. Cả màu da cam nữa kìa. Đúng rồi, nhiều màu quá. Đây ăn này, đi. Ăn thử. Ui, bên trong có cả gì này? Nhân sô-cô-la. Ừ, bên trong có cả sô-cô-la luôn các bạn ơi. Ngon lắm đấy. Ừ. Thôi cất đi, tí nữa mình lên mình ăn. Bây giờ mình còn đang xem còn con gì không nhá. Xem còn con gì nữa không. Đây này, bên trong bên cống này có rất nhiều con này. Wow. Không biết có con gì không. Ui, mình nhìn thấy rồi. Đây, con gì đây? Ui trời ơi, bắt được rồi. Wow. Đây là con chó các bạn ơi. Đây là một con chó. Con chó lại chui từ trong cống chui ra nhỉ. Đây này, mình sẽ cho vào đây nhá. Cho vào cái chậu này rất nhiều này. Này, tìm xem còn con gì nữa không. Có cái gì không? Đây này, có cái gì đang trôi này. Wow, ui, trôi nhanh quá các bạn ơi. Đây rồi, ui trời ơi, mình bắt được rồi. Đây là cái gì? Bạn ơi, đây. Kìa kẹo mà. Cũng là kẹo à? Ừ, kẹo này mình ăn rồi. Thử bỏ ra xem nào. Nhưng sao nó lại trôi từ cống ra nhỉ? Không biết được. Kẹo này có bóc quá. Wow. Này, kẹo bi đấy. Ui, kẹo trứng đấy. Đây trông như quả trứng các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Wow, đây là quả trứng này. Mình không bóp được. Ồ, đây rồi. Rồi, mình xem là trong cống này còn cái gì nữa không nào. Wow. Đây này. Có cái gì đang trôi ra ấy. Ui, trôi đâu quá. Đây rồi, các bạn ơi. Đây rồi. Wow. Thì ra là một con vịt các bạn ạ. Đây là một con vịt các bạn nhé. Mình nhặt được rồi, mình cho vào đây. Trong cống còn con gì nữa không? Hình như hết rồi các bạn ơi, đây này. Trong cống, à đây rồi. Ui, có con gì ấy. Đang trôi ra đây rồi. Đây. Mình nhìn thấy rồi, đấy nhá. Ra đây rồi. Mình bắt được con này rồi nhá các bạn ơi. Đây là một con bò. Một con bò màu vàng đấy các bạn ạ. Ui, mình nhận đầy một chậu rồi này. Xem thêm đi, xem còn không. Hình như hết rồi, đây này. À, lại có con gì đang trôi ra này. Đây này, đấy. Wow, mình nhặt được rồi. Đây là một con gà trống các bạn ơi. Một con gà trống. Đây này, bên trong này rất nhiều con vật trong cái cống này nhá. Mình nhìn không biết có còn gì nữa không ấy. Đấy, nhìn chưa. Mình nhặt được rất nhiều đồ hôm nay luôn. Đây là chiến lợi phẩm của mình các bạn nhá.